Ở nước ta hiện nay có khoảng 500.000 doanh nghiệp. Trong số đó, có khoảng hơn 90% các doanh nghiệp thuộc khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa. Con số này đủ thấy, các doanh nghiệp nhỏ và vừa của chúng ta đóng vai trò then chốt trong quá trình phát triển của nền kinh tế. Trong môi trường kinh tế cạnh tranh gay gắt, cùng với việc gia nhập TPP, thì công nghệ số hay Internet được coi là công cụ chiến lược để các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam phát triển một cách có hiệu quả và bền vững. Tuy nhiên, thực tế, hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam lại sử dụng công nghệ số rất ít. Doanh nghiệp của mình thực ra mà nói là sử dụng công nghệ thông tin là chưa được hiệu quả lắm. Vì rằng là mình mới lập trang web, mình thì tiếng Anh chưa giỏi, Internet là mình cũng chưa phải là theory. Thế nên là cái cách mà mình sử dụng nó chưa có hiệu quả. Doanh nghiệp của mình thì trước đây không nghĩ đến cái việc sử dụng website hay là Internet để phục vụ với việc kinh doanh. Tức là cái gần đây thì mình cảm thấy là cái việc đấy là rất là cần thiết. Nên là đã tiến hành làm website và sẽ chạy quảng cáo để quảng bá cái sản phẩm doanh nghiệp của mình đến nhiều người hơn và nó mang tính hiệu quả hơn. Tại buổi hội thảo, đón làn công nghệ số, doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam đã sẵn sàng do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với công ty Google châu Á-Thái Bình Dương tổ chức. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam đã có cơ hội được thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm với các chuyên gia quốc tế, đại diện cơ quan nhà nước cũng như hiệp hội các doanh nghiệp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh cũng như tận dụng được những lợi ích từ công nghệ số trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp mình trong thời gian tới. Khi mà doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là ứng dụng công nghệ số mà thành một xu hướng đang phát triển mạnh mẽ hiện tại, thì sẽ nâng cao hơn nữa cái hiệu quả kinh doanh của mình. Và nói như ông chủ tịch Phòng Thương mại thì doanh nghiệp nhỏ nhưng mà bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin có thể vươn ra tầm thế giới, nâng cao được cái vị thế của mình, mở rộng được cái diện tác động của mình lên tầm thế giới. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành một chương trình đổi mới công nghệ quốc gia tới năm 2020 với nhiều nội dung khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp phát triển và ứng dụng công nghệ, trong đó có công nghệ thông tin và công nghệ số. Chúng ta nhìn thấy là gần đây thì Chính phủ rất là quan tâm đến việc thúc đẩy cái công nghệ thông tin, những cái hoạt động công nghệ thông tin cũng như việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Và bằng chứng cho thấy rằng là cách đây một tuần, Chính phủ đã ra một cái nghị quyết 41 về thúc đẩy các hoạt động công nghệ thông tin, và trong đó thì cũng đã cam kết rất nhiều những cái biện pháp ưu đãi, những cái chính sách hỗ trợ về thuế đối với doanh nghiệp cũng như những người lao động mà làm việc trong cái lĩnh vực về công nghệ thông tin. Theo điều tra của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, công nghệ số có vai trò và tác động to lớn đối với hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam. Riêng năm 2015, có tới 95% doanh nghiệp Việt Nam đã sử dụng Internet. Tuy nhiên, số doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong ứng dụng công nghệ thông tin lên tới gần 60%. Mặt khác, những doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả lại thường dễ tiếp cận thông tin chính sách pháp luật hơn, thực hiện thủ tục hành chính nhanh chóng hơn và quan trọng là có kết quả kinh doanh tốt hơn. Điều tra của Phòng Thương mại của Việt Nam những năm gần đây thì đều cho thấy rằng là những doanh nghiệp mà ứng dụng công nghệ thông tin tốt thì tiếp cận thông tin dễ dàng hơn, thuận lợi hơn trong việc thực hiện thủ tục hành chính và thậm chí là có hiệu quả kinh doanh tốt hơn. Hiện nay là chúng tôi đang vận dụng cái công nghệ số vào cái công việc kinh doanh của chúng tôi. Là chúng tôi thực ra là chúng tôi thứ nhất là chúng tôi đã xây dựng các hệ thống website, và hệ thống website chúng tôi tối ưu hóa được cái nội dung của nó, và chúng tôi sẽ sử dụng các kênh quảng cáo như là sử dụng Google để đem khách hàng đến cho chúng tôi. Và từ cái tôi thấy là cái sử dụng cái kênh Google nó rất là hiệu quả và nó đem lại khách hàng của tôi rất là lớn. Càng đầu tư chúng tôi chi phí cho cái quảng cáo rất là nhiều trước đây, nhưng mà càng đầu tư nhiều thì chúng tôi thấy là cái hiệu quả kinh doanh nó càng cao, nó đem lại khách hàng rất là to lớn và cái doanh số tôi tăng hàng năm, mỗi năm có thể trên 3% tăng doanh số là do Google đem lại là chính. Ứng dụng công nghệ nói chung, đặc biệt là công nghệ thông tin, sẽ là một trong những giải pháp quan trọng giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tiếp cận công nghệ, chủ động sản xuất và kinh doanh trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng hiện nay. Đây chính là cơ hội để các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước chia sẻ, tìm kiếm các cơ hội hợp tác nhằm ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào sự phát triển của doanh nghiệp và đất nước.